Hồ Cá Coi bị nổi bọt. Đã có rất nhiều anh em đau đầu với cái tình trạng hồ cá coi nhà mình. Mới hôm qua nước còn trong, sáng hôm nay thức dậy thì nước hồ đã đầy bọt. Vậy nguyên nhân từ đâu? Trong video hôm nay mình sẽ đề cập ra 5 nguyên nhân chính làm cho hồ cá coi của anh em bị bọt. Và đặc biệt nguyên nhân thứ 5 là anh em hay gặp phải nhất, anh em cùng theo dõi nha. Ở nguyên nhân thứ nhất này là do những cơn mưa. Như anh em biết rồi, trong nước mưa thì nó có chứa axit. Khi mà cái lượng axit này nó rớt vào bên trong hồ cá coi của anh em, nó sẽ làm phân hủy một số lượng chất hữu cơ có sẵn ở trong nước. Ở đây như là phân cá nè, thức ăn dư thừa nè, cặn bẩn có trong nước, nó sẽ làm cho hồ cá coi của anh em dần nổi bọt lên. Nguyên nhân thứ hai ở đây có thể là do anh em đánh muối quá tay. Số anh em trị bệnh cho cá coi, anh em thường sử dụng muối hột để đánh cho hồ, thì bắt đầu từ tỷ lệ là 3 kg trong một khối nước, cá coi sẽ có biểu hiện là bị tụt nhớt, và cái lớp nhớt này nó sẽ áo lên trên bề mặt của nước hồ và nó sẽ làm cho hồ cá coi của anh em nổi bọt. Nên anh em hãy lưu ý có thể cân nhắc một tỷ lệ muối nó tốt hơn để trị bệnh cho cá coi. Cái nguyên nhân thứ ba ở đây là do cái nồng độ pH trong hồ cá coi của anh em có thể là tăng cao hoặc là giảm mạnh. Một số anh em có sử dụng san hô để lọc cho hồ hoặc là vỏ hầu ion để lọc cho hồ, thì hai cái loại này nó sẽ làm tăng pH trong hồ nha. Anh em bỏ vào thì anh em hãy cân nhắc, vì khi mà pH tăng lên cao á, sẽ làm cho cá coi bị tụt nhớt. Ngoài ra một số anh em dùng giếng khoan, nước giếng thay đổi theo mùa, có mùa lên cao nhưng có mùa cái nồng độ pH của nó sẽ xuống thấp dưới 4 chấm thì cũng có thể làm cho cá coi bị tụt nhớt. Nên anh em còn phải lưu ý để ra phương pháp cân bằng cái nồng độ pH này cho cá coi. Cái nguyên nhân thứ tư ở đây đó chính là do cá coi trong hồ của anh em có biểu hiện là đẻ. Đây, như trên màn hình của anh em á, là một hồ cá coi của nhà anh khách bên mình. Hiện tại thì cá coi trong hồ đang bước vào cái chu kỳ sinh sản, nên cá coi đực đang rượt đuổi cá coi cái khắp ở hồ. Trong quá trình này cá coi cái nó sẽ xả trứng ra làm cho hồ cá coi của anh em rất là nhiều bọt. Nên anh em cũng lưu ý xử lý chất lượng nước để nước ổn định và tốt hơn cho các em cá coi trong hồ. Nguyên nhân cuối cùng ở đây làm cho hồ cá coi của anh em nổi bọt nữa đó chính là hệ vi sinh trong hồ cá coi của anh em bị yếu. Đây là một mẫu hồ cá coi của nhà anh khách bên mình, hồ cá coi của nhà anh Thắng ở tại thành phố Đà Lạt. Thì hiện tại anh em có thể thấy là trên mặt hồ đang xuất hiện rất nhiều những ván bọt ở trên mặt hồ và rất là khó tan. Đặc biệt ở đây là anh Thắng đã xử lý rất là kỹ về hệ lọc nhưng mà cũng không hết được cái câu chuyện bọt này, và anh Thắng có liên hệ với mình để sử dụng qua cái dòng men vi sinh Biocoi Pro. Và dòng men vi sinh này đây anh em, khi mà lấy men vi sinh này về chỉ việc là thay 30% nước trong hồ, tuyệt đối ở đây là anh Thắng không cần động vào hệ lọc nha anh em, thay 30% nước trong hồ, sau đó đánh men vi sinh Biocoi Pro với tỷ lệ là 60 ml cho một khối nước và sang khoảng 2 hôm sau, như anh em có thể thấy đây, chất lượng nước trong hồ đã được cải thiện, ván bọt đã hết và nước đã trong sạch. Tóm tắt lại vấn đề ở đây, anh em mình thường có câu từ cá lại cho nước, vì vậy anh em hãy chú ý tới chất lượng nước trong hồ để hồ cá coi của anh em không bị bọt và chất lượng nước luôn trong và cá khỏe anh em nha. Đây là những gợi ý của mình, anh em hãy kiểm tra xem hồ nhà mình bị trường hợp nào anh em nha.